Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, lời đầu tiên Sơn Ngọc xin chúc quý ông bà cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, thì hôm nay Sơn Ngọc trở lại với núi rừng để đến thăm lại hoàn cảnh của một người cô. Thì lúc trước Sơn Ngọc đến đây và thăm cô, Sơn Ngọc biết về cái câu chuyện của cô là bị một con rắn độc tấn công cô, dẫn đến cánh tay của cô bị biến dạng. Thì trên khu vực rừng núi này cả nhà, thì chỉ có một mình cô ở trên ngay chỗ khu vực này thôi, và cô sống trong cái căn chòi nhỏ nhỏ phía xa kia cả nhà. Đây có Sơn Ngọc thấy ở đây có hai chú bò, chắc là bò của cô rồi cả nhà. Thì Sơn Ngọc vừa đến đây và thấy cô đi lang thang trong chỗ này nè cả nhà. À, Sơn Ngọc thấy cô rồi. Cô ơi, cô ơi. Dạ, cũng chào cô. Sơn Ngọc thấy cô rồi cả nhà ơi. Ủa, mình đang kiếm cái gì hả cô? Dạ, kiếm bò. À, cả nhà, ở đây có những cái rễ cây cây điều này cả nhà, y như là cái bậc thang vậy. Đại con chào cô. Cô còn nhớ con không? Nhớ. Nhớ con hả? Con tên gì nè? Con Ngọc phải không? Dạ, wow, lâu rồi con không gặp cô mà cô vẫn còn nhớ tên con luôn. Bây giờ mình đang đi kiếm bò hả cô? Cô thấy bò chưa? Chưa thấy. Chưa thấy. Dạ, đang đi tìm. Dạ. Mình có bao nhiêu con bò cô cũng thấy, trước nhà mình có hai con rồi. Mới có hai con à? Hai con, ba con à? Còn một con nữa. Dạ, là Bữa cô còn có có ba ông con. Kha bữa ạ. Dạ, cô có ba con bò. Mới có ba con bò. Hiện tại đang đi lạc hết một con rồi. Một lạc một con à? Dạ. Ở nhà còn hai con. Dạ, bây giờ là bò nó đi đâu vậy cô? À? Bây giờ là bò nó đi đâu, hướng nào á? Cô Nó thả đi bò đi nó ở đi đâu? hướng nào không biết, ngày hôm qua nên thả ăn vô bụi ăn á. Dạ. Và thả cho bụi ăn, giờ không biết đi hướng nào luôn. Không biết đi hướng Qua chưa nào. về. Ngày hôm qua mà đi hướng đây à, nãy là đi tìm mà không thấy. Dạ, bây giờ mình đi tìm tiếp ha. Cô có hay đeo cái chuông cho cái con bò đó không? Cô có Không đeo cái có, chuông cho không con bò đeo chuồng không? Dạ. không. Ở trên khu vực rừng núi này cả nhà, thì bà con hay đeo những cái vật mà để phát ra tiếng cả nhà, đeo lên những con vật để có nhiều lúc nó đi vào bụi thì nó phát ra tiếng. Ông bà cô chú anh chị ở đây cũng dễ tìm kiếm. Và phía bên đây cả nhà. Mà thấy nó hiền mà đã có đeo chuồng đâu. Dạ. Bữa nay nước suối nó cạn quá cô ha. Cạn à, Lúc trước nó cao lên nước tới cao trên đây lên luôn cả mà. nhà ơi. Rồi hôm nay đến mùa hạn, mùa hè mùa hạn rồi này cả nhà. Nên nước nó rút xuống còn có tí xíu. Dạ, cô ăn cơm chưa? Ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi hả? Rồi chưa có ăn không? Chưa ăn. Chưa không ăn. Chưa ăn. Chưa ăn cơm hả? Chưa, Chưa dạ. chưa ăn cơm trưa á. Dạ, chưa. Sáng ăn rồi. Bây giờ mình đi tìm. Giờ đi tìm bò. Bây giờ cô cháu mình đi 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 tìm xem thử như thế nào cô ha. Đi tìm rồi có biết đường ngõ nào. Dạ. Trên thời này, chút nữa nghỉ nghỉ chút rồi đi lại. Dạ, bữa giờ cô khỏe không cô? Khỏe chứ. Khỏe hả? Bữa giờ rồi có ai đến thăm cô không? Không không. Từ bữa giờ mà không có ai đến thăm nữa. Lúc vừa Kha đưa bò chồng bữa mà chưa tới giờ chưa có ai đi thăm à. Hình như đây là cây bưởi đúng không cô? Cái bưởi. Đây, trên khu vực rừng núi này có cây bưởi này cả nhà. Cái bưởi này ai trồng vậy cô? vậy là ông già tông rồi đó. Dạ. Là của Ama. Hay là bây giờ cô cháu mình vào trong nhà trò chuyện với nhau cô ha. Dạ. Rồi cả nhà mình xem nè. Hiện tại là cô chỉ còn hoạt động được một tay thôi cả nhà. Còn tay bên kia là kiểu như nó biến dạng rồi cả nhà, cho nên là cô không còn hoạt động bình thường nữa.
Ô kìa, con thấy có chú bò chú kia nữa kìa cô, phải của mình không? Không phải của người ta. Bò của người ta. Dạ cô ở trên này rồi, có người thân rồi xung quanh đây không cô? Không có. Cô ở trên đây có một mình thôi đúng không? Ừ, có một mình, không có người thân. Người thân ở xung quanh ở xa á. Dạ. Có người thân nhưng mà ở xa hết rồi. À. Dạ, dạ cô ở trên đây chỉ có một mình trên này có thôi. Mình. Nếu con ra đi về vô đâu có thấy ai đâu. Dạ. Và cái cửa nha, cửa giống như hồi xưa luôn. Nặng ghê chứ, cái cửa nặng khủng khiếp luôn. Làm khoai và bò chỗ đây hình như là cô đang nuôi thêm một chú heo nữa nè. À, gà nữa. Và trên cái cây này có nguyên một những cái cây thanh long cả nhà. Leo lên trên nhà cô quá trời luôn. Có trái luôn rồi. Bữa nay không có chín. Bữa giờ có trái chín chưa cô? Trái chín mới người ta hái ăn hết rồi. Ai hái vậy cô? Người ta hái. Người ta hái hả? Ừ. Có trái chín rồi ta cho người ta ăn nghe. Dạ. Hái hết luôn. Hái hết. Chưa chín nhiều mà mới chín vài tấy. Dạ. Mà ta hái hết rồi. Ừ. Và bữa nay cô có đèn năng lượng mặt trời nữa nè. Ồ, năng lượng. Năng lượng hoa lao. Năng lượng hoa lao. Ủa cái đây là cái gì vậy cô? À, bông, bông, à, bông thanh long đúng không? Bông dạ. Thanh long. Mình để làm gì vậy cô? Để làm cho chó ăn. Dạ? Làm cho chó ăn. Cho chó ăn. Làm cho chó ăn. Yeah. Chắc là mình đi tìm bò hồi nãy giờ rồi hả cô? Đêm nãy giờ mình không thấy. Không thấy nữa. Rồi mình nấu ăn chưa cô? Ăn cơm bữa giờ ăn cơm còn là sáng á. Dạ. Cơm còn thì khỏi nấu. Dạ. Tới chiều mới nấu lại. Cô cởi áo ra để cho ông bà của chính chị xem tay của mình được không cô? Dạ thưa cả nhà, thì chắc có lẽ là ông bà của chúng chị mình xem video của Sơn Ngọc đến đây và chỉ có đặt ra cái câu hỏi là con và chồng của cô đâu. Thì Sơn Ngọc cũng thưa với cả nhà là lúc trước là cô còn con gái, còn thiếu nữ cả nhà, thì cô đi lên trên rừng thì để làm việc làm rẫy, nhưng mà không may một con rắn độc nào đó, mình cũng không biết con rắn nó như thế nào luôn cả nhà. Tấn công cô trên cánh tay nè đó cả nhà, và dẫn đến như thế này, tay của cô thì như thế này luôn cả nhà, những ngón tay, những đốt tay thì nó cứng ngắc hả, bóng da tay nó bóng luôn cả nhà ơi, và những ngón tay xương thẳng đứng xương luôn, và ngay chỗ này là mất xương luôn cả nhà, mất xương luôn, cục cái này luôn. Và con đụng như thế này đau không cô? Hết đau à? Hết đau rồi. Ừ. Dạ. Đầu tiên nó đau, bên đây là nó lành, bắt đầu nó hết đau. Dạ. Thì lúc trước là cô bao nhiêu tuổi cô ha? Lúc đó 18. 18. Dạ. Tuổi con gái mà 18 là vẫn còn khá là trẻ. Gọi là rất là trẻ, khá là trẻ nữa đâu. Dạ. Cứ như là mới lớn rồi. Mới lớn lên. Dạ. Nhưng mà đã bị như vậy rồi. Thì được cô chia sẻ là khi mà con rắn tấn công cô thì cô ở trên núi là mấy ngày luôn đúng không cô? Ba ngày ba đêm. Dạ. Ba ngày ba đêm là cô ở trên đó là không ăn uống gì luôn. Ăn uống đâu có được. Không ai phát hiện luôn. Nó nhức quá, nó đau quá mà ăn không đâu có được. Nhờ uống nước thôi. Dạ.
khi nào mà ở trên đó là 3 ngày 3 đêm bắt đầu người ta mới đi lên khiêng xuống này bắt đầu biểu người ta chích thuốc mà không có bớt, vẫn còn đào không nhất, bắt đầu là nhất quá rồi bắt đầu ra mũ bắt đầu mới đỡ. Người ta biểu đi bệnh viện mình không đi à. Nếu đi bệnh viện ta cưa tay mình lại. Dạ. Nhìn nhìn mà. Sừng quá, sừng quá. Sừng đây mình đây mãi luôn à. Sừng cả mình luôn hả cô? Ừ, cả mình luôn á. Dạ, nhưng mà cô nằm ở trên núi như vậy mà 3 ngày 3 đêm mà không ăn uống thì cô lúc đó cô sức khỏe của cô bình thường là con thấy là một điều gì đó rất là diệu kỳ. Rồi khi đó là ai phát hiện cô bị rắn cắn? Có một hồi đó có bà già lên nữa, có bà già thì ở nhà đó, ở chòi trên đó là mẹ của cô. Có mẹ là không thấy cô về 3 ngày 3 đêm rồi không thấy cô về là đi tìm. Cũng mong mà ở chung người trên đó mà không có ai xuống đây này kêu lên người đi khiêng á. Dạ. Để chờ tới nó trồng trên đó mà không có ai lên đi khiêng á. Mà ở trên đó mà 3 ngày 3 đêm á. Chờ người ta đi khiêng mà không có ai đi lên á. Nói mà ngày sau người ta mới đi lên trên đó. Khiêng xuống đây. Mình nằm một mình trên núi mà 3 ngày 3 đêm rồi, mình còn nằm đợi người ta để khiêng mình xuống nữa. Là hết mấy ngày cô? Hết cũng 3 ngày đó. Ba ngày đó. Là người ta mới khiêng mình xuống làng để chữa trị. Người ta có nói cô rằng là cô đi bệnh viện để chữa trị nhưng mà cô sợ là cưa tay của mình hả? Cưa tay, nhưng mà bây giờ thì cô ở nhà cô tay của cô bị biến dạng vậy rồi, cũng mất xương mà cũng không có hoạt động gì được nữa thì nó càng khó cho cô nữa. Đâu khó gì đâu. Thật ra nó quen rồi, đâu có khó gì nữa. Dạ. Đầu tiên thì nó khó, nó quen tay mình đâu có khó đâu. Dạ. Không biết là con rắn nó như thế nào mà cắn mà cứ như là xương nó bị tan biến luôn cả nhà. Rồi rắn đó thì chắc rắn độc á, vì này nó tăng cái xương á. Dạ. Thì con thấy như vậy là con nghĩ là đúng là rắn độc rồi. Nếu là rắn bình thường chắc không có tới đây như bây giờ đâu. Dạ. Người ta cũng rắn cắn mà không lúc, có bây lúc giờ. Lúc đó là mình đang làm gì mà nó cắn vậy cô? Đi rừng. Là mình đang đang chặt cây hả? Chặt cây bắt đầu là nó chặt cái gốc rồi bắt đầu lên chặt ngọn. Dạ. Lên trụ cột đá, mình bò cái cột đá lên trên đó, lên bò cái con đá mà tay này nào bò tung lại rồi còn răng nó nằm xuống nằm trụ cái lá cây á. Mình đã có để ý, đã có biết để ý là răng nằm đâu mà tưởng là lá cây không à. Mà thấy rắn cắn mà thấy nó đào à. Bắt đầu giữ tay lên mà thấy miệng rắn tông tay mình á. Giữ lên rồi nó sợ mắc hùng nó xuống nó kéo tông miệng nó sợ mắc hùng nó chạy. Trời. Mà không dám đánh đập rắn đó rồi. Mình sợ rồi. Rắn nó bự không cô? Không có bự mới đâu. Bằng cỡ đây à. Bằng này nè. Dạ. Dạ chắc cũng bằng ngón cái chân của mình thôi. Chắc vậy. Dạ. Cỡ đó bằng cỡ nó nằm cỡ đây mà. Nằm phanh tròn vậy. Phanh tròn cỡ đây luôn. Rồi mình đang chặt cái tự nhiên thấy nó dính chân tay của mình rồi. Thấy dính nó tay màu mình gì cô? Nó màu đỏ. Màu đỏ hả? Ừ. Màu chung tiền 5 50 bây giờ á. Yeah, màu hồng hồng
giống như tiền 50 màu vậy. Đỏ vậy luôn đúng không cô? Hả? Đỏ vậy đúng không? Nè. Cái màu hồng hồng chứ giống như tiền 50 vậy. Dạ. Con rắn màu hồng, màu đỏ đỏ hay người cho Ngọc mà chưa thấy bao giờ. Tên này ở dưới này mà chưa thấy. Chưa thấy nó không bao giờ. Không thấy rắn đó. Dạ. Mà đi đâu mà chưa thấy rắn đó. Rắn một cái mà kiểu như là bàn tay thì biến dạng, xương thì tan luôn cả nhà. Tan hết luôn. Dạ thì đó cả nhà mình xem đây là chỉ là thịt thôi nè. Đầu tiên nó gẻ một cái nha, sau này nó gẻ lành cái hai cái xương cặp đây nè. Xương cặp luôn nè. Nó mục xương rồi nó bị tan biến không luôn. Mà tan luôn. Bạn thấy chắc nó tết đó, không có xương ở nhà, không chỗ này xương. Nè là không có xương nè, mềm xèo luôn là thịt không à. Là cái bàn tay là chỉ lủng lẳng vậy cả nhà. Còn xương còn ngón tay thì cả nhà mình xem này. Thẳng cứng ngắc luôn. Xương là cứng ngắc luôn cả nhà, rồi da thì bóng, đâu có gừng còn nữa đâu mà cơ động được. Cả nhà xem lủng lẳng luôn là chỗ này có xương còn xương, chỗ này còn xương, chỗ này là mất xương luôn. Bây giờ là mình gặp những cái con rắn mà bình thường thì cô có hoảng sợ không? Mình thấy cái con rắn nó ác lắm, mình lấy cây nó đập giết cho tôi chết rồi. Là bây giờ cô thấy rắn là cô giết cho nó chết rồi, đập cho nó chết rồi. Thế răng độc mà. Dạ. Cái con đó con ác lắm. Vừa mới 18 tuổi mà kiểu như là xảy ra cái việc như vậy á thì cô cũng ý như là mình bị như vậy là người ta không thương mình hay là sao cô, hay là mình không muốn lấy chồng cô? Mình không thương người ta. Dạ là cô không muốn lấy chồng. Không. Dạ. Dạ cô ơi, con xin phép con hỏi cô cái này nha. Tại vì con cũng nghe người ta chia sẻ gì đó là hồi đó cô ở trên này là bị người ta hại đúng không cô? Là cô có một đứa con đúng không? Có một đứa con. Nhưng mà con của cô lập gia đình đi đâu rồi đúng không? Đi đâu mất mà. Là không, bỏ xứ đi mất tiêu luôn hay là sao cô? Không mất tiêu mà không biết đi đâu mà chỗ nào mà không biết nữa. Dạ. Là cô có một người con gái hay con trai cô? Con trai. Con trai. Là đi lâu chưa cô? Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Lâu rồi. Là đi đâu mình cũng không biết là đi đâu luôn. Không biết đi đâu. Là chưa về thăm cô bao giờ? Không. Anh nói là đi bỏ đi là anh đã lớn chưa cô? Chưa lớn mấy, mới có mười mấy tuổi. Mới mười mấy tuổi à? Mười mấy tuổi đi làm mướn. Dạ. Đi làm mướn đi luôn. Làm mướn rồi đi luôn. Không thấy gì. Dạ. Thì dạ thưa cả nhà, thì cô là cô không có chồng nhưng mà cô ở trên khu vực rừng núi này cả nhà, thì người ta hại. Lúc đó là cô bị hại là cô bao nhiêu tuổi vậy cô? Lúc đó mà hai mấy tuổi. Hai mấy tuổi rồi. Là chính tại đây luôn hay sao cô? Chính tại đây luôn. Tại đây luôn. Rồi lúc đó là một mình cô nuôi con. Kể ra cuộc đời của cô nó cũng khổ quá, là khổ luôn. Khổ quá. Vừa tròn 18 tuổi thì xảy ra việc rắn cắn, tay chân thì biến dạng. Khi mà lên vài ba năm nữa, tầm hai mấy tuổi nữa thì người ta hại. Rồi bây giờ cô sống độc thân một mình ở trên này luôn cả nhà. Đi làm lượm phân bò, rồi làm rẫy. Hiện tại thì cô có ba con bò để cô chăn. Heo, gà thì cô cũng có đầy đủ. Ráng làm công việc lớn là không làm được. Thế làm việc nhỏ nhỏ. Thế ráng làm thì nếu không có làm thì lấy gì ăn. Yeah. Người ta cũng nói chứ sao chị làm được.
Nếu không làm được ai nuôi mình thì mình phải ráng làm chứ. Tại vì ông bà ở đây nghĩ là tay của cô bị như vậy là mình đâu có làm ăn gì được đâu đúng không? Nhưng mà mình vẫn còn một tay để hoạt động. Tay phải ráng làm. Dạ thưa với cả nhà, là lúc trước Sơn Ngọc đến thăm cô là cô dùng một tay mà cô dào phân bò rồi cô bê đi nữa cả nhà. Rất là hay luôn. Chỉ một tay thôi. Thì đúng rằng là cô ở trên đây có một mình như vậy rồi. Nếu như cô không làm thì có đâu mà ăn. Phải ráng làm. Người ta nói ôi tùy con tay mình chừng chắc tùy không có làm được. Người ta thì có chị em, cha mẹ ta nuôi. Chị em ta thương nhau. Thì mình đã có chị em mình đã có thương nhau đâu. Một phần là không mến nhau, với một phần là ở xa quá cô. Thì những người đó họ có thể dựa dẫm vào gia đình anh chị, nhưng mà riêng bản thân cô là cô trên đây có một thân một mình nè, đâu biết dựa dẫm ai đâu. Không à. Mình không thích người nào mà ở với mình đâu. Là cô muốn ở một mình ở đây hả? Mình cũng muốn ở một mình là sướng hơn, khỏi người ta nói chuyện đụng chạm với mình nè. Ở một mình thì muốn ăn thì ăn, muốn đi đâu thì đi. Dạ cô ơi, như mới nãy cô nhắc về cái việc mà cô bị hại vậy đó, rồi cô có buồn không? Buồn chưa xong buồn. Buồn. Đầu tiên nó buồn, sau này hết buồn. Lúc đó là khoảng thời gian đó của mình thậm chí là muốn tự kỷ luôn á cô ha. Rất là buồn. Đó là cô có hiểu tự kỷ là gì không? Đó là không muốn gặp người lạ luôn á. Mình cảm thấy mình xấu hổ, mình không muốn gặp người lạ luôn. Không. Dạ. Cho nên là cô mới ở trên đây một mình như vậy. Người ta cũng thích muốn nói chuyện với cô á, mình không thích nói. Tại vì cô... Tại mình ở một mình à, nó khổ à. Mình cũng thích nói chuyện với người ta. Đang thích nói chuyện với mình cũng thích. Người ta thấy tay của cô như thế này rồi người ta có tránh né cô không? Người ta thấy tay cô bị như thế này rồi người ta có tránh né cô không? Người ta đã có tánh đâu, người ta mới nói miệng... Vẫn miệng vẫn mà thương nói. Mà mình không thích nói à, không thích nói chuyện với người ta. Người ta vẫn thương mình cũng thương người ta. Dạ, sao vậy cô? Mình đã có thích người ta đâu. À, thích ấy là... thích nói chuyện người ta. Ấy là ai cũng vậy hay là sao cô? Ai cũng vậy. Ai cũng vậy, như sao con nãy giờ con với cô trò chuyện nè. Riêng con thì khác hả? À, con thì khác. Dạ, nhưng sao thì khác? Khác thì là lạ mình nói chuyện á. Dạ, là lạ nói chuyện. Chứ còn ngoài trong làng xóm là ít. Trong làng xóm người ta thì thường nói chuyện thường xuyên, mình không thích nói. Dạ. Muốn ở trên này một thằng độc mã thôi. Như... cái này con không nói dám nói xui cô nha. Như lỡ đâu ở trên này á thì cũng nhiều lúc ban đêm ban hôm mình có lỡ mình bệnh đau rồi á, rồi ai có thể hỗ trợ mình xuống trạm xá đồ cô? Có, mình điện. Điện? Dạ. Cô có xài điện thoại hả? Có. Dạ. Xài điện thoại à, mình điện. Điện người thân ở dưới. Người ta thì người ta biết, người ta xuống. Dạ. Lúc trước là căn nhà này ai làm cho mình vậy cô? Thì mướn ta làm. Cô mướn người ta làm cho cô. Ừ. À, cô thấy căn nhà này của mình nó cũng rất là chắc chắn luôn. À, sử dụng bằng dán không cả nhà? Ừ. Cả nhà mình thấy nguyên một căn nhà bằng dán hết luôn nè.
Cái căn nhà xây bên đó là của ai vậy cô? Của cô luôn. Của cô luôn? Dạ. Ừ. Yeah. Cô ở trên này một mình có hai căn nhà luôn hả? Ừ. Mình phía bên kia có căn nhà xây. Căn nhà xây đó lâu chưa cô ạ? À? Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Ừ. Nay cái nhà mình thấy dách thì bằng gỗ nè cả nhà, mình dán cái gỗ thì rất là chắc chắn nè. Rồi ở đây có một cái thùng xanh để dự trữ nước. Đây cho đây có thêm một thùng nữa. Không biết trong này cô đựng cái gì? À nước không cả nhà. Để hướng nước mình, cô đựng hướng nước luôn. Dán hết toàn bộ căn nhà không cả nhà. À, trên đây con thấy có một trái bơm mà cô để ngồi nắng nó héo luôn rồi. Bài đèn sáng. Ở đây mình cũng uống nước suối bác cô ha. Uống nước mưa. Uống nước mưa uống. À. Mình không uống nước suối. Chưa uống nước suối à? Nước mưa. À, uống nước mưa thôi à? À. Là cô hứng nước có ngồi đó lắng xuống rồi mình uống. Dạ. À. À, mình nấu chứ, nấu phải uống. Dạ. Mình không uống nước lạnh. Đau bụng thôi cô. Mình sợ đau bụng quá, ở một mình mà không ai biết đâu. Dạ, mình cũng phòng ngừa. Rồi, cô lấy nước mưa rồi cô nấu, cô uống. Chứ tại vì cô ở một mình thì cô cũng lo cả nhà. À, cũng khá là lâu rồi con mới ghé lại cô mà cô vẫn còn nhớ tên của con. Con thấy... bữa đầu tiên con lên một lần ăn dân khá. Dạ. Không thì cô nhìn như nhớ bạn chúng con ngọt. Vẫn còn ngọt. Chắc là con có cái gì đặc điểm gì đó để cô nhớ hay sao? Biết đâu. À, cô nay Sơn Ngọc chỉ ghé cô một lần đó thôi, rồi bây giờ ghé lần đây là lần thứ hai thôi cả nhà. Nhưng mà cô vẫn còn nhớ cô. Ở trên này một mình thì mình cũng không thấy buồn hả cô ha? Không, nó quen. Bà con có hỏi thì chị cô ở mình có buồn gì không? Mình ở mình đã có thấy buồn gì đâu, đã có thấy cái gì người ta nói ma, không thấy ma gì hết. Tao mình có buồn đâu. Dạ. Ở mình ở rừng, ở núi. Khói tiếng người, tiếng xe, tiếng người, tiếng cổ. Cô thích ở chỗ yên tĩnh hả? Yên tĩnh luôn á. Dạ. Ở rừng, ở núi á. Nghe tiếng chim không à, không tiếng ai gì hết. Dạ. Dạ cô ơi, cô có sử dụng cái chai dầu xanh không? Ừ. Dạ, hôm nay con mang con tặng cho cô một chai dầu xanh nha. Dạ đây. Cảm ơn cô. Dạ, con thấy chỗ đây cô có sử dụng một chai dầu rồi nè. Ừ. Chắc có lẽ là cô cũng đã có sử dụng qua. Ừ, có dạ. Hết rồi. Dạ. Thì cô con khui giúp cô nha. Khui rồi đến vậy. Đó là khui coi con chỉ cho cô mở cái nắp á, tại vì cái nắp nó cũng hơi khó mở. Biết. Cô biết mở nắp biết, đúng không? Biết. Dạ. Đấy là cô để dành hả? Để dành. Vì cô biết công dụng của chai dầu rồi ha. Đau bụng mình tho vào. Bị như cô đi chặt cây phát rẫy á, thì bị xước tay xước chân mình tho vào. Mình tho. Bị nhiễm trùng. Tho để đỡ. Dạ. Ở trên này thì ban đêm hôm nhiều lúc cô đau bụng mà cô sử dụng dầu để tho đỡ đau bụng chứ. Dạ, chai dầu này là của cô Diệu Lâm tặng cho cô để cô sử dụng nha. Ừ, dạ. Cảm ơn. Rồi cô Diệu Lâm cũng muốn tặng cho cô thêm 500 nghìn nữa. Dạ. Để cô có thể trang trải cho cuộc sống. Dạ. Dạ đây. Đây là số tiền của cô Diệu Lâm. 500 nghìn. À cảm ơn cô Diệu Lâm. Dạ. Cô cắt đi. Dạ.
Dạ thì con Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt cô một lần nữa con cũng cảm ơn cô Diệu Lâm rất là nhiều ạ. Con chúc cho cô và gia đình của cô có thật là nhiều sức khỏe. Dạ và Sơn Ngọc cũng cảm ơn ông bà của chính trị rất là nhiều vì đã quan tâm video của Sơn Ngọc. Dạ và ông bà của chính trị mình đừng quên ủng hộ Sơn Ngọc một like, một được đăng ký kênh nhé. Như cô có ước mơ gì không cô? Có ước mơ chứ. Cô ước mơ cái gì nè? Còn một ước mơ thì mua mua cái lấy làm rào cho này, mà mai mốt mình cũng muốn trồng cái gì, mình trồng trồng bắp đồ cái gì á. Dạ. Là rào rào đất lại hả cô? Rào lập à. Dạ. Ngoài ngoài cái ước mơ rào đất lại rồi mình có ước mơ nào nữa không? Có ước mơ nữa mà không biết ngừng mà nói Không biết đường mà nói. Ở khi nào ước mơ là nè. ước mơ thôi ha. Dạ. Dạ thưa cả nhà thì cô chỉ ước mơ là cô rào lại xung quanh đất này để cô có thể trồng trọt Trồng trọt đỡ bị thì dù dê bò nó thì vào nó dù có phá. tiền thì mình mua cái lấy á, mình rào hết xung quanh này này, chỗ cái lăng đây này, mình trồng cỏ cho bò, trồng cỏ trồng cây cái gì mình Mình thích ăn trồng cái á, gì mình mình trồng trồng. cái gì, Dạ trồng cây ăn trái cũng trồng được, ăn cây trồng ăn trái cũng được, trồng rau củ trồng quả cũng được. rau mình nếu thì có nước mình ăn, có thiếu đồ ăn Dạ đúng rồi. Khi nào vào mùa mưa thì có không? rau có củ mình ăn. Dạ thì con cũng xin phép cô con đi về nha. Em cảm ơn Dạ. con. Dạ và Sơn Ngọc cũng xin phép ông bà của chính trị Sơn Ngọc là tạm dừng video tại đây. Dạ chúc ông bà của chính trị mình có thật là nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ hẹn ông bà của chính trị mình đến tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye cô.